Phật Pháp ứng dụng. Cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực, ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Khi con là con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Rồi mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực, ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Khi con là con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Rồi mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài đến ngực, ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Khi con là con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả của khóa tu một ngày an lạc, hôm nay thì nhân cái buổi khóa tu an lạc lần thứ 7, thầy sẽ xin giới thiệu với tất cả các vị một cái bài pháp thoại mang tính cách là mới. Hồi đó giờ thì mùa Vu Lan chúng ta hay nhắc đến vấn đề là
ơn cha nghĩa mẹ, nhưng mà chúng ta không có biết là cái nhân tố nào để đem đến cho chúng ta có những cái điều kiện tốt đẹp như thế. Vì vậy cho nên hôm nay bài pháp thoại thầy đến với các vị để mang tính cách chuyển hóa từ nhân tố ban đầu để giúp chúng ta có một gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, biết hiếu thảo. Đó là một bài giảng đóng góp với các vị trong một cái quan điểm thực tế hiện nay với chủ đề là nuôi dạy con trong thời hiện đại. A Di Đà Phật. Các vị đừng hỏi thầy làm cha chưa mà thầy dạy con cái này. Xin thưa các vị, ở đây thầy nói mang tính cách giống như là góp một phần ý kiến, như một ý kiến xung quanh, để giúp cho chúng ta có thêm một cái tư lương trong vấn đề nuôi dạy con. Thầy tin tưởng rằng tất cả các vị ở đây là những người cha tốt, những người mẹ tốt, những người có đầy đủ kinh nghiệm để hướng dẫn con cái chúng ta vào đời nên người. Nhưng bên cạnh đó thầy cũng thấy một vài vấn đề xảy ra mà rất đáng tiếc cho mỗi gia đình. Và vì vậy ở đây thầy muốn đóng góp và chia sẻ với tất cả các vị một chút nào đó để các vị thêm một ý kiến trong vấn đề dẫn con mình vào đời. Tất cả ở đây chúng ta đều có cái ước mơ muốn mình được gia đình hạnh phúc, đều muốn mình có một con ngoan trò giỏi, biết hiếu thảo, biết lo tương lai sự nghiệp, hoặc là một đứa con dễ dạy, dễ khuyên, dễ bảo. Nhưng mà điều đó có được như những ước mơ của chúng ta hay không, đó là một vấn đề quan trọng cần bàn. Tôi thấy hiện giờ trong xã hội, cái giới trẻ mà giới vị thành niên với bắt đầu trưởng thành đó, mà người ta hay gọi là tuổi teen đó, cái giới này thường hay phá quậy nhất, ngỗ nghịch nhất, khó dạy nhất, và thậm chí có những người rơi vào trong chuyện ăn chơi nhiều nhất. Không biết là do lý do gì, có thể một phần do sự tiến bộ xã hội, cũng có thể một phần do gia đình chúng ta, người cha, người mẹ, người lớn quan tâm về kinh tế mà quên đi cái việc mà đào tạo, xây dựng và nuôi dạy con mình. Cho nên nhiều khi có sự nghiệp thì lại mất con. Đây là điều đáng tiếc. Cái tuổi teen mà người ta từng nói là cái tuổi từ khoảng 13 đến 18, 19 đó, trong cái khoảng tuổi này, giờ đây nó có cái thiên hướng, nó phát triển rất là mạnh, cái phát triển theo hướng ăn chơi đó, nó rất là lạ kỳ như vậy. Ngày xưa ví dụ một đứa 11, 12, 13 tuổi, chúng ta cảm thấy chúng ta nói và dễ dạy nó rất là dễ nghe. Nhưng mà tại sao hôm nay nói nó cãi lại, nó chứng minh lại, nó biện hộ lại. Và những cái độ tuổi này hôm nay tại sao nó lại là có những khi chúng ta rầy dạy nó, nó lại là chống bán, hoặc nó bỏ nhà, nó ra đi, hay là nó theo bạn bè, thậm chí có những đứa uống thuốc tự giận nữa. Ở một độ tuổi quá non trẻ như vậy mà tại sao cái chuyện này lại xảy ra, để làm đau lòng cho những cái người làm cha làm mẹ như thế. Nếu gia đình chúng ta có một đứa con như thế, chúng ta có khổ không? Khổ, rất là khổ. Trong năm loại mà phá hoại gia đình đó, nó có một loại đó là con hư. Đức Phật dạy tài sản là của năm nhà, tức là tài sản chúng ta có năm cái loại để phá hoại, có thể hư hại sự nghiệp. Tài sản đó là vua quan, giặc cướp, nước, lửa và con hư. Thì trong đó cái anh con hư đó là anh là một trong năm thứ phá hoại sự nghiệp và tài sản. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta để dành lại sự nghiệp cho mình cho lớn, thì tất cả những đứa con hư đó nó phá tan tành. Cho nên vì vậy gia đình ai cũng muốn hạnh phúc, muốn con ngoan trò giỏi. Nhưng mà làm sao chúng ta không hiểu được là có cái nhân nào đó nó mới đem đến cái quả của một gia đình như thế, chứ không phải là tự nhiên do muốn mà được. À, thành ra đây là một mối tương quan mà chúng ta để ý. Tôi thấy tuổi trẻ, tuổi vị thành niên hay là tuổi teen hôm nay á, nó có vấn đề là ăn chơi sớm. Rất thích ăn chơi, rất thích tiêu xài tiền trong những độ tuổi mà ngày xưa chúng ta cảm thấy rằng độ tuổi đó ăn chưa no lo chưa tới.
Nhưng hôm nay nó lại khác đi, chứ không có giống như chúng ta suy nghĩ cái thời ngày xưa nữa. Hôm nay những tuổi như thế nó lại là rơi vào trong chuyện cướp giật quá sớm. Những băng cướp là ở tuổi vị thành niên 13, 14, 15, 16, 17. Như vậy thành tập lại một cái nhóm cướp như thế đó, để đi ăn cướp, ăn giật, để mà lấy tiền tiêu xài, hút chích. Chúng ta thấy rất là đáng ghê sợ. Những cái tuổi như thế nó lại lao vào trong những cái chuyện yêu đương. Mà thay vì cái tuổi đó là ăn chưa no, lo chưa tới, chúng ta cứ nghĩ như thế, nhưng mà không có. Nó chat với nhau, hay là nó viết mail với nhau, hay là nó nhắn tin qua điện thoại. Tất cả những độ tuổi đó mà nó lại là nói chuyện qua lại bằng những tính cách yêu đương ở độ tuổi là học hành như vậy. Rồi có những khi vì bảo vệ tình cảm của nó lại chống đối với những người nhắc nhở nó. Ví dụ cha mẹ thấy con như thế, sợ con mất tương lai, sợ con rơi vào trong những chuyện mê hoặc bậy bạ, rồi hư đi cả tương lai sự nghiệp, hư đi bản thân, hư đi cuộc đời. Rồi cha mẹ mới rầy dạy nó chống đối trở lại. Thậm chí có những đứa chừng 13, 14 tuổi thôi, nói nó vài câu nó cuốn con ra đi, làm cho chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng về chuyện đó. Ví dụ bây giờ các vị thấy rằng vừa rồi có những cái đứa mà 14 tuổi thôi, con trai con gái chừng độ tuổi đó hẹn nhau đi một cái điểm nào đó, rồi đi chơi không biết ra ngoài, chắc nhỏ quá chưa hiểu vấn đề cho nên cãi lộn nhau, rồi cái thằng trai nó bỏ nó về, cái đứa con gái ở lại khóc, cái đứa khác đi ngang nó thấy như vậy tội nghiệp, nó muốn ra tay nghĩa hiệp, nó nói để anh trả thù cho. Cũng 14 tuổi cũng cỡ như thế. Rồi đầu á hẹn nhau nữa phục kích, vậy mà dám kết liễu một con người 14 tuổi, dám giết người chỉ vì bảo vệ bạn gái như thế. Những cái chuyện này tôi đọc tôi nghe cảm thấy sững hồn. Cái sự văn minh nó kèm theo những cái nguy hiểm như thế. Rồi bây giờ cái chuyện này các vị cảm thấy nó đánh động lương tâm và suy nghĩ để trong cái việc nhìn nhận và quản lý và dạy dỗ các con các vị hay không? Một đứa bé thôi 11 tuổi, bé gái chat với một người thanh niên 18 tuổi, chat như thế nào đó mà không biết, cả hai đồng hẹn đi khách sạn. Sau khi đi một tuần hết tiền, bắt đầu nhảy qua nhà trọ, nhảy qua nhà trọ hết tiền, bây giờ mới nói với nhau rằng về nhà mới xin. Bây giờ người con trai cũng về kiếm tiền, mà người con gái cũng về kiếm tiền, đặng rồi đi chơi tiếp như thế. Sau khi về, cha mẹ bên đứa bé đó biết được, thưa ra cậu chàng kia đó là bị ở tù 13 năm. Chuyện này xảy ra chúng ta thấy rằng không thể nào tưởng tượng được như vậy. Một độ tuổi mà chúng ta không thể nào hình dung được trong một bối cảnh thực tế như thế này mà nó lại xảy ra. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quá chủ quan, chúng ta dựa vào mình. Có những người nói ngày xưa 20 tuổi con còn chưa biết yêu nữa, cho nên mình cứ tưởng tượng rằng đứa nào nó cũng giống như vậy. Nhưng mình đâu có ngờ chừng ấy tuổi như thế. Có những người nó phát triển theo cái tâm sinh lý của mỗi con người khác nhau. Vì vậy bổn phận làm cha làm mẹ đừng quá chủ quan là con mình còn nhỏ ha, mà hãy xem coi con mình đang là như thế nào, để dạy con ăn học hay là mọi thứ, để có cái tính cách kịp thời nhắc nhở con. Bởi vì đôi khi cái tuổi nó còn quá trẻ, nó không nhận thức được vấn đề. Giống như sáng tôi nói với các vị là đừng để các trẻ nhỏ nó đi xuống mé sông vậy đó. Ở Vĩnh Long có một cái chuyện xảy ra là cái cháu bé đó 4 tuổi mà về Vĩnh Long, đi về quê hương chơi. Vậy mà khi nó bước xuống nước, nó bước như nó đi trên bờ vậy nè các vị. Và khi nó hụt chân xuống dưới, nó bị chết ngộp ở dưới, thì gia đình mới cứu, người thân mới cứu được, đem lên bệnh viện cấp cứu. Và người ta mới hỏi nó là tại sao con lại như thế. Nó nói con tưởng nước nó cứng như trên đất vậy. Nói một cách rất vô tư như vậy. Cho nên các vị phải để ý chỗ này. Nó không có hiểu như chính chúng ta rằng biết rằng nước đó không khéo vào đó sẽ bị chết hụt, hay là bị ngợp, bị uống nước, có thể tử vong bằng những cách đó. Nó không hiểu được như chúng ta hiểu. Cho nên đừng chủ quan quá là nó giống như mình. Không đơn giản. Chính chỗ chủ quan vậy mà đôi khi đến khi nào cái nạn xảy ra chúng ta mới giật mình. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa gần 7 tuổi đầu mà còn ngu nè là tôi nè. Các vị biết mà ngày xưa có thắng kẹo kéo đó, dòng thứ đường mà
đường mía đó mà thắng kẹo kéo với không. Tôi thì nó thật sự lúc đó không biết được 7 tuổi 6 tuổi chưa, nhưng mà nó ngu, do nó ham ăn quá nó ngu. Tức là khi thắng kẹo kéo đem xuống, các vị biết không, cái nồi kẹo kéo mà các vị biết nó giống như dầu hắt mà rừng nấu vậy, chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Mà tôi nghe người dì tôi, lúc đó dì tôi thắng kẹo, nó thắng cho tụi con ăn nè, này kia nghe kẹo khoái, cho nên đứng trong chờ đợi cho thắng, cái đem xuống, cái mới nhắc xuống, cái bả đang quậy 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 vậy nè, cái tôi thọt cho tôi bóc. Coi ham ăn ngu phải không. Năm ngón đầu ngón tay của tôi mà dính đường một cái rồi các vị biết là còn cái gì nữa mà nói. Mai hàng ngày lớn lên về nó hết thẹo à. Ngu như thế, mình không hiểu rằng đường nó nóng nó phỏng tới cỡ đó. Cho nên ở đây tôi mới nói là đừng vội chủ quan bất cứ chuyện gì. Nếu không khéo mình không có biết đường hướng dẫn các con, rồi một ngày nào đó mình sẽ mất đứa con trong tầm tay của mình. Cho nên người làm cha làm mẹ có những khi các vị nói như thế này: cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, cho nên sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác. Sanh con đâu có sanh lòng, trâu nó sanh ra con đó, nó cũng đâu có sanh sừng. Cho nên người ta cứ chủ quan rằng mình sanh ra như vậy mà lỡ con nó hư là do chuyện trời sanh nó ra như vậy thôi. Mà mình không hiểu rằng mình có một sự đóng góp rất lớn trong cái việc đó, mà mình cứ nghĩ là tại vì mình sanh nó ra mình không sanh lòng, cho nên lòng nó muốn lên như thế nào lên, mặc kệ nó nên thì hay nên, nó hư nên hư. Chúng ta nói một câu vậy thiếu trách nhiệm ha. Hai nữa là chúng ta học Phật, cho nên khi mà nói cái chúng ta nói như thế nào: nghiệp của tôi á, sanh ra đứa con hư cái nó nghiệp của tôi ha. Vì nói nghiệp của tôi là xong, chắc là đổ thừa cho chữ nghiệp rồi xong. Nó muốn cái gì cũng được, nó hư cái gì, nó hút chích, đi chơi bời, nó bỏ học bỏ hành, nó ăn chơi lêu lỏng, mặc kệ nó, vì nghiệp mà. Cho nên chấp nhận giống như là trả nghiệp với các con. Các vị quan niệm như thế này là chết rồi. Cho nên á, tôi nói thật sự vừa rồi, trước ngày rằm một ngày, rằm tháng 7 vừa rồi đây nè, có cái cô đó khoảng 40 tuổi đi đến gặp tôi, nói chuyện trong nước mắt. Nói thầy ơi, cái nghiệp chướng của con như thế nào mà con sanh ra đứa con á, nó ngỗ nghịch quá. Con dạy nó, con bất trị với nó, mà con không biết làm sao, bây giờ con muốn nó nên người. Tôi hỏi như thế nào, mà bữa đó tôi rất là gấp, cô nói con xin gặp thầy 5 phút thôi. Và khi cổ gặp, cô mới nói như thế này: con cổ có 13 tuổi rồi các vị, mà nó mê chơi game, nó xin tiền cổ, mà cổ nói là khi nào cổ không cho là giác dao đòi chém cổ. Giác dao đòi chém cổ, tôi nói tại sao mà cô như vậy, cô không đánh nó. Cổ nói là cổ không dám. Rồi tôi nói bây giờ không dám thì mét ba nó. Cô nói mét ba nó sợ tội. Mét ba nó đánh nó sợ tội. Rồi tôi hỏi vậy tôi là gì, cô đi mét tôi hả? Bản thân cô không dám la nó, không dám nói nó, còn ba nó cũng không dám mét ba nó, đi vô mét tôi à. Thành ra cái này tôi nói là cô quá nhu nhược và yếu hèn. 13 tuổi như vậy, phải không phải thì đè đít nó xuống mà đánh nó như thế như thế. Không răng dạy nó được, mét ba nó có cách biện pháp xử lý với nó. Từng độ tuổi như thế mà cô lại nuông chiều để cho nó trở thành một cái đứa con mà đại nghịch như thế, là cũng do cô một phần. Nếu nó gây ra tội lỗi thì cũng do cô một phần. Người làm cha làm mẹ thiếu trong cái việc cân nhắc dạy dỗ và hướng dẫn con cái như thế đó là cái điều mà chúng ta phải để ý chỗ này. Cho nên tôi mới nói là cổ đức có dạy như thế này là: nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to, không siêng dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình, cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Cái đó mới đúng. Cha mẹ mà nuôi con mà không dạy không răng nó để cho nó hư, đó là lỗi của cha mẹ. Nếu thằng đó 13 tuổi mà nó ở nó chém bả một cái thì đừng nói rằng nó bất hiếu, nó mất dạy nó cái gì cả. Quan trọng nhất là mũi dạy lái chịu đòn. Ai là người dạy nó, ai là người sanh ra nó, rồi bây giờ khi nó để nó phạm tội đại nghịch lại trút trên đầu nó là nó như thế.
Phải để ý lại chỗ này nha các vị. Không đơn giản như chúng ta suy nghĩ vậy đâu. Cho nên vừa rồi tôi nói thiệt với các vị, khi lướt trên tất cả các trang báo trên mạng, đôi khi chúng ta cảm thấy giật mình cho một bối cảnh xã hội mà chúng ta phải khủng khiếp. Ngày xưa ít khi nào chúng ta nghe con cái mà giết cha giết mẹ lắm. Ít khi nào chúng ta nghe con cháu mà giết ông giết bà lắm. Nhưng mà bây giờ các vị thử lướt các trang báo pháp luật hay là báo công an, các vị lướt ra thử coi, dường như việc đó cũng không quá hiếm trên các trang báo như thế. Các vị nên để ý như vậy. Cho nên ở đây thầy muốn nói với tất cả các vị một cái chuyện rất đau lòng. Cái cậu này, cậu có một bà nội mà cậu do ăn chơi lêu lỏng. Mỗi một lần ăn chơi đi về, các vị biết cái cậu này cậu chửi bà nội cậu, cậu mắng mỏ và cậu đòi giết đi, đòi chết đi. Thì nhiều lần như vậy, cái người bà đã 80 mấy tuổi rồi, mà cậu này là 30 mấy tuổi rồi. Và lúc đó đó, cái bà nội rất là tủi thân, nhưng mà bà cũng chưa chết. Hôm đó đó, buổi tối đó cậu ta về, cậu ta cũng đi nhậu. Sau khi nhậu về, các vị biết rằng cậu ta vô thẳng trong cái phòng của bà nội, cậu ta cuốn hết mùng màn ra, lôi bà từ trên xuống. Mày chết đi, mày chết, tao lôi mày ra ngoài, mày chết đi này kia. Sống làm cái gì như thế mà lôi bà từ trên giường, lôi rớt xuống đất, lôi thẳng ra bên ngoài. Sau khi xong rồi, nó bỏ ngoài trời như thế, thì lúc đó bà quá ức, bà mới vào trong nhà, bà lấy dây, bà thắt cổ và tự vẫn bà chết. Và cuối cùng chuyện đó thì để luật pháp xử lý. Tôi muốn nói là chính cái người cháu mà kêu bà bằng bà nội ruột như thế mà có một cái hành động như vậy. Phan hãy dội chúng ta kết luận cho anh chàng ta như thế nào. Chúng ta nên nhớ kỹ rằng cái này chỉ là cái quả của một quá trình mấy mươi năm trong cái giáo dục và của gia đình như thế nào. Nếu một gia đình có một hướng giáo dục dạy dỗ đường hoàng từ thời ban đầu thì anh này không thể như vậy được. Cho nên ở đây đừng xem như đấy rồi chúng ta là quy kết là cho thằng này mất dạy, vô lương tâm hay gì đó. Chúng ta có nói cách mấy, nó là cái hệ quả rồi. Trong trái tim của nó, trong cõi lòng của nó không có một ý niệm và ý thức nào về cái việc hiếu thảo đạo đức và cái giá trị làm người như thế nào, thì cái việc đó nó đâu có gì đâu, nó đâu có thấy gì quan trọng đâu. Cho nên ở đây tôi mới nói là cái trách vụ của người cha người mẹ vô cùng quan trọng, phải để ý chỗ này. Một chuyện nữa đau lòng cũng không kém, đó là con, chính con mình giết mình là cha. Sự thật với các vị, gia đình của cái cô này ban đầu cũng là rất hạnh phúc, nhưng mà quan trái nó được xảy ra từ lúc cổ bắt đầu sanh một đứa con trai đầu lòng, thì chồng bắt đầu ăn chơi và bài bạc. Sau khi ăn chơi ăn nhậu như vậy, mèo mỡ gà đồng đủ thứ như vậy, người mẹ rất là đau khổ, nhưng mà mỗi lần nói đến là thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế, tức là đánh đập liên tục và chửi bới thường xuyên. Cuối cùng riết cô này cũng bất mãn, cũng không muốn nói nữa. Thì tháng ngày trôi qua, cái sự việc càng tệ hơn khi cô sinh đứa con thứ hai, tức là hai đứa con trai như thế. Khi tất cả những đứa này ở độ tuổi trưởng thành ở độ tuổi 11, 14, 15, 17 gì đó, thì càng ngày nó càng bất mãn về cái hành động này trong gia đình. Nó cảm thấy cha nó mỗi lần đi nhậu về, đi chơi về là đối xử với mẹ nó như vậy, cho nên trong lòng nó có cái quán cha, tức là nó không có cảm giác thương, nhưng mà vì bất đắc dĩ nó phải chấp nhận. Thì các vị biết mỗi một lần như vậy về, chẳng những đánh mẹ nó mà đánh cả các con và đuổi hết mọi đứa trong gia đình ra bên ngoài. Anh em nó đều bồng nhau chạy về bên nhà của bà ngoại. Mỗi lần chạy về đi qua một con hẻm, nơi đó lại là nơi hút chích của tất cả những con nghiện như thế. Và nhiều lần qua lại, cậu ta lại bị rơi vào trong tình trạng là không vượt nổi sự cám dỗ này, do bất mãn buồn tủi trong gia đình rơi vào trong hút chích. Một gia đình làm người mẹ đau khổ một người chồng như thế rồi, cho nên bây giờ đau khổ đến đứa con nghiện. Chưa dừng lại tới đó, hai đứa con này khi đi vào trong cái trại cai nghiện thì lén mà đưa các con đi vào, chứ ổng mà biết một cái đó, tức là ba của mấy đứa nhỏ là chết nữa, bả cũng chết mà mấy đứa này cũng chết. Cho nên bả lén bả đưa nó đi vào trong trại cai nghiện. Vô đó người ta thử máu,
hai đứa này đều bị nhiễm HIV. Bà mẹ không còn nước mắt nữa, quá đau khổ. Bây giờ một mình ông chồng như thế, hai đứa con như thế, lo một thời gian không còn chịu nổi nữa, bà mới nói với các con rằng bây giờ nên công khai quá là nói chuyện này với cha con đi. Ít gì đó cha con có thể không phụ giúp được thì mẹ cũng được công khai để chăm sóc tụi con những tháng ngày còn lại. Vì vậy cho nên nói với các con, bắt đầu bà mẹ đem câu chuyện này ra nói với con. Hai đứa con quỳ trước cha từ sáng tới chiều, bà mẹ năn nỉ hết nước mắt, năn nỉ với cha là việc nó như vậy như vậy. Cuối cùng ông quảnh mặt làm ngơ và lại cho một trận vô cùng lôi đình, chửi bới mắng mỏ đủ thứ, và cũng không có nghe nói lên lời tha thứ. Thì thật ra mà nói các đứa con cũng chưa có đến đổi nào, nhưng mà một hôm đó cái người mẹ đó cảm thấy là đứa con nó giống như là nó bị cái cơn tới, cho nên bà chạy bà đi mua thuốc cho nó. Thì lúc đó cái đứa con nó đang ngồi chơi ba, mà nó mai giá gì phụ mẹ nó đó để đem ba cái đồ đạc nó đi bỏ mối đi bán đó. Thì lúc đó đó nó cũng đang cầm kéo nó cắt như thế này, thì á ổng mới thấy bà đi mua thuốc cho nó, cho nên ổng mới giận, ổng rượt theo mà ổng kêu đi lại, vừa kêu mà vừa đánh và vừa chửi trở lại. Thì cái thằng này nó mới chạy theo ba nó, mục đích là nó can đừng cho ba nó đánh má nó thôi. Thì ổng mới quay qua ổng tát nó. Thì trong cái lúc nó quá tức giận như thế, nó cầm cái kéo như vậy, nó đâm liên hồi với ổng như vậy, và ổng chết tại chỗ. Và bản thân của nó tự thân nó cũng đi đầu thú là nó đã mang tội giết cha. Xin thưa các vị, cái câu chuyện còn dài, nhưng mà tôi muốn nói với các vị từng đoạn để tôi nó muốn nói là ngay là tại sao một xã hội lại dẫn đến những con người như thế. Chúng ta rất có thể là cho anh ta là quá ác, hay là cho anh ta là vô lương tâm, cho anh ta là như thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng sự đóng góp của xã hội vào trong những tệ nạn này là không nhỏ. Sự ăn chơi quá nhiều để tạo nên sự trác táng, sự du nhập văn hóa đã làm cho con người mất đi thiên hướng về vấn đề đạo đức văn hóa của dân tộc. Tuổi trẻ hôm nay bị đầu độc quá nhiều, cái nề nếp đạo đức gia đình đã bị xâm tổn. Các vị thấy đã bị xâm tổn bởi một nền văn hóa khác, nó làm cho giới trẻ cảm thấy rằng cái việc hiếu thảo đạo đức như một phong kiến không cần thiết nữa. Chuyện ăn chơi sa đọa là hưởng thụ là cái việc nên cần. Kẻ nào như vậy là phong kiến, là ngu, là thế này thế kia. Nó làm cho cái giới trẻ bị in trí bởi những cái hạt giống này. Cho nên bây giờ cái quan hệ của cha mẹ và con cái bị giới trẻ xem nhẹ đi. Nó cảm thấy rằng bây giờ một văn hóa mới đó, nó cứ đổ thừa là qua Mỹ đi, rồi qua châu Âu đi, rồi mọi đứa con nó tự do như thế, cha mẹ nào dám đụng không, qua bển nó đánh một lần kêu cảnh sát liền, này kia cái nọ. Nó đem cái đó ra, nó làm cái bia cho nó, để nó chứng tỏ rằng nó cũng có thể làm được những việc mà ba má nó không có thể can thiệp vào. Chính cái chỗ đó chúng ta nên nhớ rằng hai nền văn hóa hoàn toàn khác. Nếu chúng ta như vậy, chúng ta phải từ ban đầu giống như những đất nước châu Âu hay là châu Mỹ mới được. Còn văn hóa của chúng ta nó lại khác. Chúng ta không có tự nuôi mình được bằng những cái cách đó. Truyền thống của mình là người kế thừa như thế, từng lớp như vậy. Hoàn toàn hai cái này không giống nhau được. Nếu chúng ta đem so sánh như vậy, thì nếu như vậy chúng ta thà sống ở những đất nước như thế. Còn sống đất nước này mà đem cái đó ra xài, chúng ta lỗi đạo rất lớn, đúng không? Và một mai nào con chúng ta cũng như thế thì lúc đó chúng ta nghĩ sao? Cho nên ở đây sự du nhập văn hóa là một điều tốt, nhưng mà bản thân của mỗi người chúng ta khi tiếp nhận văn hóa phải có khả năng sàng lọc. Sàng lọc cái nào nên chấp nhận và cái nào không nên. Có những cái vô lương, vô lối, vô nghi thì nên bỏ nó đi. Không có nghĩa là văn hóa là cái nào cũng tốt. Có những cái văn hóa rất là tệ, đó là văn hóa xấu, văn hóa phản cảm, văn hóa phản đạo đức lại của dân tộc. Và chúng ta nên nhớ một điều, một đứa con hay là một tuổi vị thành niên hay một giới trẻ ngày hôm nay, gia đình không quan trọng, cha mẹ không quan trọng, thầy cô không quan trọng, đạo đức không quan trọng, thì kẻ này trở thành kẻ phản quốc như chơi. Nếu một ai đó chiêu dụ bằng vài ba tiền đồng hấp dẫn, người này sẵn sàng trở nên kẻ phản quốc. Đạo đức văn hóa gia đình đã không thì đừng nói gì là tổ quốc. Cha mẹ tôi còn không có ý nghĩa gì thì nói gì là quê hương.
Thành ra các vị nên nhớ, tạo cho những con người hưởng thụ một cái cách ích kỷ như vậy. Và nếu không khéo, chúng ta là một con người nhưng mà không biết có phải là người hay không. Thân xác đó, hình hài đó, dáng dấp đó, nhưng mà ở trong lòng này, cái trong lòng là một robot chứ không phải là con người nữa. Thành ra ở đây chúng ta nên để ý tất cả những cái việc này, để chúng ta có cái cách làm sao đừng mất những đứa con từ chính bản thân chúng ta mang nặng đẻ đau để sinh ra trên cuộc đời. Cho nên cái điều này các vị cảm thấy vô cùng quan trọng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nuôi dạy con là một nghệ thuật. Bản thân chúng ta cũng phải biết cái cách như thế nào để nuôi dạy con. Tất cả những điều tôi kể ra cho các vị nghe đó là hệ quả thôi. Còn nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ đâu? Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng chúng ta hôm nay làm có của ăn có để. Chúng ta nuôi dạy con có nghĩa là lo cho con ăn mặc đầy đủ, sung túc với đời là đủ. Xin thưa các vị, con người chúng ta có hai mặt, thể chất và tinh thần. Như vậy ăn mặc và mỗi nhu cầu sung túc chỉ mới có là một nửa thôi, đó là thể chất. Nếu không có tinh thần thì không có cái gì giữ được thể chất này. Vì vậy cho nên có của ăn của để lo cho các con được chứ không phải là không, nhưng chưa đủ. Nếu chừng ấy vô tình chúng ta nuôi cho nó lớn xác mà nó nhỏ hồn, hồn nó không được chăm sóc, tinh thần nó không được chăm sóc, đạo đức, tội phước, lễ giáo, hiếu thảo vốn không, thì tất cả những cái đó, cái gì chúng ta dung quén từ cái thể xác đó là một thể xác vô dụng. Lớn con mà rẻ tiền là ở chỗ này. Các vị có nghe cái câu lớn con mà rẻ tiền không? Có là nuôi, chỉ nuôi cái thể chất mà không nuôi tinh thần, không có trí tuệ, lười học, làm biếng đủ thứ, mê chơi, mê ăn, mê nhậu, mê cái gì đó, mà bổn phận đạo đức học hành tương lai sự nghiệp vốn không. Mà chúng ta như vậy thì nuôi thể chất mà không nuôi tinh thần là nguy hiểm. Cho nên có một cái cô đó lâu lắm rồi, cách nay cũng cả 10 năm á. Cô nói với tôi, cổ là tổng giám đốc của một công ty, cổ có đứa con 20 tuổi. Xin thưa các vị, cổ nói mà rớt hai hàng nước mắt đau lòng. Cổ nói thầy ơi, bây giờ sự nghiệp con đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng mà nếu đem sự nghiệp này để đổi một đứa con 20 tuổi, con sẵn sàng đổi ngang liền. Bởi vì giờ đây đứa con 20 tuổi của cổ trở nên một kẻ người không ra người mà ngợm không ra ngợm. Nó rơi vào trong ma tí nặng rồi. Do vấn đề cổ đi làm, cổ lo công việc, bỏ bơi nó, cho tự nó, quản lý nó, tiền bạc chu cấp đầy đủ, mà không có thời gian để chăm sóc con mình. Cho nên bây giờ mất đứa con rồi, cổ mới nói là đem cả sự nghiệp này mà đổi một đứa con, cổ sẵn sàng. Các vị có thấy không? Khi có sự nghiệp rồi mất đứa con là một nỗi đau lòng. Cho nên ở đây mình làm tất cả mọi thứ cực khổ có ra được để làm cái gì? Để vì ai? Để vì hậu sanh của mình, hậu duệ của mình, để cho tương lai sự nghiệp của nó. Nhưng mà bây giờ nó đã như thế thì còn gì là tương lai, còn gì là sự nghiệp nữa. Cho nên người cha người mẹ cực khổ đôi khi không phải cho mình đâu các vị, mà cho các con các cháu của mình ở tương lai. Cho nên vô tình không khéo, không đào tạo nuôi dạy các con thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên người ta mới nói rằng dạy con thì phải dạy từ trong trứng nước, là cái chỗ này phải biết cái cách dạy con từ trong trứng nước. Còn nếu mà chưa dạy được trong trứng nước thì dạy từ thở còn thơ, đúng không? Ta nói là sao á? Dạy con sao? Dạy con từ thở còn thơ. Rồi dạy gì nữa? Dạy để mấy ông dạy đi. Xin thưa với các vị, người ta nói một câu đó rất hay, chứ không phải là không có sai chút nào ở trên các vị. Dạy con từ thở còn thơ, đó là chúng ta nói hơi muộn đó. Chứ đúng ra người ta nói dạy con là dạy từ trong trứng nước á. Các vị nhanh nhớ, khi mình có cái hạt giống của một đứa con ở trong người, có nghĩa là lúc đó nó chưa tượng hình, nó chưa là hình hài, nó chưa có là cái gì hết trơn á. Chúng ta nghĩ rằng á, chắc là không có cần dạy đâu. Nhưng mà không có nha các vị. Tất cả những nhà tâm lý học khi mà họ nghiên cứu á, một bà mẹ khi có thai con
mà gia đình gặp biến cố, hoặc là chồng, hoặc là cái gì đó mà làm cho người vợ quá đau lòng, thì hay sanh ra một đứa con nó có tính cách dị tật. Có thể dị bằng tinh thần mà cũng có thể dị bằng thể chất. Cái điều đó rất là lạ. Có nhiều khi gia đình quá đau khổ cho nên sinh ra một đứa con ngơ ngơ ngáo ngáo vậy nè. Tinh thần của nó không có tập trung, nó ngộ vậy đó. Hoặc là khi gia đình chúng ta có biến cố gì đó, chúng ta sinh ra một đứa con cái mặt rất là sầu não, lúc nào nó cũng sầu như thế. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ, người ta nói rằng á, cái thực phẩm của một người mẹ mà ăn lúc mang thai con á, nó quan trọng vô cùng. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này của một đứa con khi ra đời. Có những bà mẹ mang thai một đứa con cái tự nhiên thích ăn chay, hay là thích đi lễ Phật, hay là thích đi chùa, hay là thích nghe kinh, nó tự nhiên như vậy. Thì chắc vị biết rằng cái nhân tố người này, một là nhân tố của đứa con là nhân tố tốt, hai là chính cái chỗ mà quân tập của người mẹ trong những hình ảnh, trong những tư duy, mọi thứ, nó sẽ làm cho cái hạt giống này trong đứa con sẽ tốt dần. Nhưng mà rất là ngộ, có những người khi mang thai con lại từ xưa giờ chưa thèm ăn bậy, nhưng mà tự nhiên mang thai con cái thèm ăn tầm bậy. Ví dụ như thèm ăn thịt chó chẳng hạn. Cái đó là tự nhiên như thế, không biết tại sao. Hay là có những người tự nhiên mang thai con cái tự nhiên sân si lên, cái đầu óc của mình nó hoang loạn đi. Hay là có những người mang thai con rồi thích xem phim bạo lực. Tất cả những cái này các vị nên hiểu rằng hạt giống trong lòng của mình vô cùng quan trọng. Và người ta mới nói rằng cái ăn của cha mẹ nó sẽ tác động đến một điều vô cùng lớn của một đứa con. Người ta nói rằng một số đứa trẻ sanh ra trên cuộc đời này nó không bao giờ nó thích ăn rau, và nó không bao giờ biết ăn rau. Nó có hai cái để không biết điều đó. Bản thân người mẹ biết ăn rau toàn là ăn thịt không, thì khi hạt giống của đứa con này ra đời, nó sẽ không bao giờ tiếp nhận được tất cả các loại rau. Cho nên muốn con mình ăn rau thì bản thân người mẹ phải biết ăn rau từ lúc con có ở trong lòng của mình. Thì sau này cái đứa con nó ra đời sẽ có thiên hướng là các vị đút nó một củ cải, hay là một cái loại rau súp lơ, hay là cái gì đó cho con mình, hay là các loại rau trộn mà nấu chín gì đó, các vị đút nó dễ dàng tiếp nhận hơn. Cho nên các vị thấy người ta nói dạy con từ trong trứng nước là có nha. Cho nên tôi nói thật với các vị, muốn một đứa con dễ dạy tương lai, khi các vị có hạt giống trong người thì các vị cứ đành tâm lễ Phật, gieo vào lòng mình những câu niệm Phật, khởi nghĩ một đức tánh từ bi, và hãy tập đọc kinh, hay là đọc những câu chuyện mà của những trẻ thơ, hay là những chuyện trạng, hay là những chuyện mà của những cái thần đồng. Các vị đọc mà để phát khởi rằng các vị thấy rằng một đứa trẻ như vậy rất là tốt, một đứa trẻ vậy rất là thông minh. Các vị làm cho tư tưởng các vị nó phát khởi ý tưởng đó, thì cái đó nó sẽ làm cho tác động đến tâm lý của một cái hạt giống trong lòng các vị, tức là cái hài nhi sắp sinh ra trên cuộc đời đó. Nó sẽ tác động cho cái hài nhi này kích hoạt về vấn đề phát triển về não bộ và thể trạng. Nó theo một cái thiên hướng y như vậy. Cho nên cái điều này vô cùng quan trọng. Khi các vị có thai con, các vị nghe kinh, các vị nghe điều lành, các vị thích làm điều thiện, tự nhiên con mình sanh ra nó hiền thiện vô cùng. Có những người nói, thưa thầy, ngày xưa khi con có thai con á, con có niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và con nhìn hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm không à? Cho nên á, sau này á, con sinh ra sao cái mặt con nó giống mặt Bồ Tát dễ sợ. Cái đó có thật chứ không phải chơi. Nhưng mà chuyện này có thật mà hơi ớn nè. Đó là một người đã sinh ra con giống tôi. Cũng rất may là cổ chưa bao giờ đến đây bao giờ. Cái chuyện này là xin thưa thật với các vị, có một thầy là huynh đệ với tôi. Cô đó là đệ tử của thầy đó chứ không phải đệ tử tôi. Nhưng mà cổ lại rất là thích những cái băng giảng của tôi. Cho nên là cổ nói là xuyên suốt thời gian mà con có mang con bé này, thằng bé này nè, là con coi đĩa thầy không. Cho nên á, khi sinh ra rồi á, bạn bè nó đến nó thăm, thì ở đây á, khi nó nói sao giống cái mặt của ông thầy Phước Tiên mà. Thì cái thầy đó ông kể lại tôi, ông nói vậy nè: mẹ nó thì rất vui, nó giống mặt tôi cho nên bà vui lắm. Nhưng mà trái lại cha nó là rất buồn. Mỗi một lần mà thấy nghe người ta nói vậy, cha nó buồn buồn đi ra.
thì chính thầy kể lại với tôi. Cho nên á, cậu nói là hôm nào con cứng cáp, con sẽ mang lên con thăm thầy, thầy coi nó giống y thầy với đúng. Xin thưa các vị, thật ra mà nói đó, thì thầy đồng tâm á, là thầy nghe như vậy, thầy cô này cũng nói với thầy như vậy. Cho nên hôm đó có lễ cổ xuống, thầy mới coi rõ, thầy mới điện tôi: thiệt ông ơi, giống ông dễ sợ luôn á. Thì thật ra mà nói, dường như khoảng 8 tháng sau đó, thì gia đình cổ có cái lễ trai tăng gì đó, cổ có thỉnh tôi, là thầy đồng tâm đứng ra mời. Nhưng mà tôi có duyên sự, tôi không đi, chứ không phải tôi sợ, tôi không dám đi. Thật ra cái chuyện này tự nhiên tôi nói chuyện với các vị, tình cờ tôi nhớ câu chuyện đó. Chứ ý của tôi là tôi không có nhớ chuyện này. Nhưng mà nhớ cái vụ mà khi quân tập hạt giống lúc mà mình mang thai á, tức là do mình nhìn hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát hay là cái gì hình ảnh nào mà mình ngưỡng mộ, tự nhiên cái hạt giống đó mình sinh ra một đứa con nó có hướng giống giống như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, cái đó để mình nhằm tích cách là minh chứng một điều rất vô tình như thế. Cho nên tôi muốn nói là khi các vị có mang thai con, đừng xem phim bạo lực, đừng xem phim ma, đừng xem những hình ảnh quái gở, đừng chứng kiến những trò mà chát xanh, giết chóc, đừng nên như thế. Hãy gắng bảo trọng hạt giống trong sạch và cao thượng trong lòng mình. Hãy nhìn hình ảnh Phật, nghe thuyết pháp, nhìn các cái cháu bé mà bây giờ người ta có in một số hình cháu bé rất là dễ thương đó. Hãy treo ở trong phòng những cháu bé nào đẹp và dễ thương, để các vị có hình ảnh các vị ngưỡng mộ và nó tác động vào tâm lý. Thì tôi tin chắc rằng một đứa con ra đời tương đối đẹp, thông minh và dễ dạy hơn rất là nhiều. Cho nên đây là một cái điều mà các vị cần phải để ý ở trong cái việc đó như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là những điều mà tôi nói ra để các vị cảm thấy rằng cần phải có cái hướng để mà mình tích cực trong cái việc hướng dẫn và giáo dục con mình. Mỗi một cái có tác dụng một chút chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thành ra bây giờ tôi nói với các vị, khi dạy con, đó là nói là quân tập hạt giống từ khi sanh ra. Nó tức là mình đã có cái gieo trồng chủng tử của nó. Cho nên các vị đi chùa ăn chay niệm Phật vô cùng tốt. Cho nên khi con các vị hiện giờ mà những đứa 5-7 tuổi mà nó không biết ăn rau, phần lớn tại chúng ta một phần. Ăn thịt nhiều đâu có tốt cho cái sự phát triển trí não và thể chất của nó đâu các vị. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị hãy tập con mình ăn rau. Có những đứa bây giờ lớn lên 9-10 tuổi, nó ăn cọng rau nó không biết đường ăn các vị. Tôi nói thật như vậy đó. Nó không biết phải ăn làm sao, nó ăn không được chứ không phải là gì hết đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cha mẹ phải bổ sung cái phần thức ăn cho chính con mình từ ban đầu, thì sau này cái gì rau hành cải cái gì nó cũng ăn được cả. Còn bằng không là có những đứa là lên chỉ biết ăn thịt thôi. Cái chuyện này nó cũng đâu có gì lạ. Cái bé đó lại khoảng 7 tuổi nè, mẹ nó dắt đi chùa hồi lúc ở dưới tôi á, mà lúc tôi còn ở dưới á, chưa có lên đây. Mà bữa đó rằm thì có hai ba đứa nhỏ của một gia đình nó cùng ngồi ăn chung nhau với mẹ nó. Cái mẹ nó bới cho nó chén cơm cũng múc đủ đồ ăn vô trong đó, cái nó cứ xới hoài, nó xới hoài. Nó quay lên hỏi mẹ nó: mẹ, thịt đâu? Nó xới hoài, nó không thấy thịt ở trong đó. Mẹ nó: ăn đi con, ngon lắm con. Mà nó xới hoài, nó không thấy, nó nói: mẹ, thịt đâu? Cho nên chính cái chỗ đó, nếu một đứa trẻ này ở nhà chúng ta dạy từ ban đầu, thì hôm nay nó không có làm như vậy đâu. Nó ăn cái gì cũng được, nó rất bình thường. Còn không khéo chúng ta biến con chúng ta lại chỉ biết ăn thịt thôi, như vậy vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe và thể trạng sau này. Nguy hiểm lắm á, chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra đây các vị nên để ý như vậy. Rồi hai nữa đó, đừng quy kết tội lỗi mọi thứ cho trẻ thơ ha. Chúng ta chịu trách nhiệm một phần cho đời sống tư tưởng, tâm linh, tâm hồn. Những ngôn ngữ, tất cả mọi thứ nó đều rập khuôn rất lớn ở gia đình. Các vị biết tuổi trẻ là tuổi gì? Tuổi trẻ là tuổi bắt chước, hay bắt chước người lớn. Người lớn làm sao là nó làm như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng quy kết khi con chúng ta sai, mà trong đó có một phần vô cùng quan trọng. Có những khi chúng ta đợi con chúng ta sai, chúng ta đánh nó, chúng ta đập nó, chúng ta chửi nó, chúng ta đe dọa nó, mà nó không hiểu rằng cái đó đúng hay là sai. Nói nó thì nói như vậy thôi.
Tôi nói thật với các vị, cạnh nhà tôi có gia đình, đó là có một đứa cháu trai đầu lòng. Gia đình từ cô gì chú cậu gì đó không biết, đôi bên cha mẹ bà nội bà ngoại gì thương như trứng mỏng, thương chưa từng có. Cho nên thương quá, cho nên bắt đầu khi mà đứa bé biết nói một hai chữ đó, biết nói một tiếng nửa tiếng đó, dạy nó chửi thề, dạy chửi tục như vậy đó. Mỗi một lần nó nói được tiếng tục cái cả nhà vỗ tay hay quá, vỗ tay hay quá vậy. Thì như vậy thì nó cứ cảm nhận rằng nó nói câu đó nó đâu biết ý nghĩa là gì, nhưng mà nó thấy mọi người vỗ tay cho nên nó cứ nói hoài. Sau này nó lớn lên 4-5 tuổi, nó làm cái điều gì không phải bà nội bà ngoại hay là ba má nó, ai đánh tới nó thì nó đều nói câu đó. Nó nói câu đó thì bây giờ lớn rồi, cho nên giả họng nó: mày mất dạy ăn nói tục. Sao mà chúng ta không giả miệng chúng ta trước cái đã hả? Ai dạy nó câu đó? Ngày xưa cả nhà dạy nó nói câu đó, mỗi lần nói lên vỗ tay cười. Bây giờ đánh nó, nó đem câu đó ra nó nói, thì lại là đánh nó, nói nó mất dạy, nó nói bậy. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng quy kết điều đó cho trẻ thơ là chúng ta sai lầm. Chúng ta sai lầm, tự chúng ta tạo ra nó như thế chứ không phải là nó muốn như vậy. Thành ra người làm cha làm mẹ phải kỹ càng trong việc mớm mồi giáo dục con mình từ câu từ chữ như thế nha các vị. Cho nên cái chuyện này là tôi hồi lúc còn làm chủ trì chùa Kỳ Viên ở Vĩnh Long á, thằng bé đó qua gặp tôi nó có 4 tuổi thôi. Thì ở nhà nó có cái gì nè, cái người không biết cậu hay là chú nó gì đó mới cưới vợ về. Cái rồi cái nó cũng 4 tuổi, nó nghe hết tất cả những gì mà của cậu nó hay chú nó gì đó nói với vợ đó. Thì nó mới nói với nó nói với bà nội nó, bà nội nó nói là mơi mốt nội cưới vợ con sớm sớm. Hỏi chi vậy? Nó đang có vợ đang con sai, mỗi một lần con đi nhậu về cái con nói vợ ơi mang nước cho anh. Nó có 4 tuổi hả các vị? Mà xin thưa các vị, tại sao vậy? Hằng ngày cậu chú gì đó đó đi nhậu về là nói cái đó, nó nghe. Cho nên khi nó nói với bà nội, nó nói một cách rất vô tình như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Trẻ thơ nó như tờ giấy trắng, các vị chấm nó mực màu nào nó sẽ lộ diện mực đó liền. Như vậy nếu các vị từng tuổi đó các vị dắt nó đi con à niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì dĩ nhiên có bất cứ vấn đề gì nó cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà dạy nó nói chó mèo thì có bất cứ vấn đề gì nó sẽ nói chó mèo. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra những cái việc làm thân giáo của chúng ta trong từng ngày, chúng ta phải tập cho con đạo đức hiếu thảo, siêng năng học hành, cái gì đó chúng ta phải làm. Chúng ta là cha là mẹ, nó chưa biết hiếu thảo là gì, nhưng mà chúng ta đối với bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của nó, tức là ba má của mình hay là ba má bên chồng, bên vợ, nó chứng kiến hết. Một lời thưa má con mới về, thưa ba con mới về, hay là một lần cha mẹ bệnh, lời săn sóc ba có khỏe không, mẹ có khỏe không, nó thấy hết. Thì mai này mình nằm bệnh, nó mới đến mẹ có khỏe không, ba có khỏe không. Còn mình nằm ngơ thì mai này mình nó cũng thế đó các vị. Rồi mình nói nó mất dạy, nó bất hiếu. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được điều đó, tôi nghĩ sẽ không có một thế hệ hư hỏng và sa đà, hoặc là rơi vào trong tệ nạn xã hội quá sớm như vậy. Tôi tin chắc 100% điều đó là như vậy. Cho nên một câu chuyện mà tôi kể với các vị từ rất lâu, đó là câu chuyện gì? Tức là anh chàng đóng xe đó, các vị có nhớ chuyện này không? Tôi nghĩ ai cũng nhớ chuyện này cả. Nó nhỏ đâu biết gì đâu, anh này đóng xe để chi vậy? Để đẩy ông nội nó vô rừng, có phải vậy không? Khi nó ra hàng ngày thấy nó đóng xe, tưởng đóng cho nó, ai ngờ hỏi ba, ba đóng xe làm gì ba? Em ba nó: mày hỏi chi mày? Không nói. Cái nó hỏi hoài với em nói: ba không nói con không đi vô, con không ăn cơm, con không này không kia. Thì ba nó mới bắt đầu mới kể cho nó nghe: ồ, ông nội con già rồi, đâu làm gì ra tiền nữa đâu. Bây giờ để đóng chiếc xe này, để đẩy ông nội con lên rừng cho cọp ăn đi, đặng tiền đó để dành lại mua thịt, mua cá rồi, mua thêm đồ chơi rồi cho con này kia rồi. Ông nói vậy thì nó cũng nghe như thế. Thì nó ngồi nói: ba, mai mốt ba đóng xe xong ba đẩy ông nội lên rừng, nhớ mang xe về cho con nha ba. Cái ông nói: chi vậy mày? Đẩy xe rừng thôi chứ đem xe này chi?
nó nói con để dành ở đó, mai mốt ba già con đẩy ba lên rừng như là đẩy ông nội vậy đó. Là chúng ta thấy rằng cái gì? Cái giáo dục nó vô tư, nhưng mà mình làm như thế nó sẽ như thế. Như vậy chúng ta là người siêng năng giỏi giắng dạy con hiếu thảo trong gia đình, tất cả những hình ảnh đó cũng có thể dạy được, chứ không phải là bằng cái tiếng nói. Chứ đừng có nhiều khi chúng ta con hư, chúng ta cứ lấy cây chúng ta dốc tới, chúng ta đập tới. Đánh con không có nghĩa là dạy con, không? Đánh nó đâu có hiểu gì đâu, đánh thì nó đau đó, nhưng mà chắc gì nó hiểu. Nó không hiểu thì bây giờ đánh nó không dám làm trước mặt, nó sẽ làm sau lưng. Chuyện này đơn giản thôi. Nó làm không lộ liễu thì làm lén, đó là chuyện bình thường. Cho nên tôi nói thật các vị, mười mấy năm về trước á, lúc mà tôi còn dạy ở ngoài Vũng Tàu, tôi còn học ở ngoài, nhưng mà tôi cũng được đi cử đi giảng dạy từ rất sớm. Thì khi đó nó tôi đến một cái vùng quê đó, tôi giảng hình như buổi đó là cho lễ Phật đản là chắc. Nhưng mà trước khi giảng á, thì cái chùa ở miền quê nó không có tiện nghi, cho nên người ta mới đưa tôi về một cái nhà Phật tử ở gần đó. Thì tôi thấy chủng trời cũng nóng nực, cho nên tôi mới đi ra ngoài giường á, tôi nằm trên cái võng. Thì tôi nằm cái võng giường bên đây thì nó cũng cách một cái mương với cái giường bên kia như thế. Thì bên kia cũng có cái nhà, cũng giường trống trống trải vậy đó. Thì tôi tự nhiên tôi nghe là đừng đánh con nữa má ơi, đau quá má ơi, ba ơi đừng đánh con nữa, tha cho con đi, tha con đi. Rồi tôi nghe tiếng người lớn là mày bỏ chưa, mày bỏ chưa. Và tôi nghe những tiếng đánh sát 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 tới. Tôi mới bên đây tôi nhìn qua thì tôi thấy một thằng bé đó cũng cả 11, 12 tuổi, chói cái tay nó như thế này, giống nó lên trên cây xoài như thế ha. Rồi nó hỏng dưới mặt đất một chút gì, nó nhón 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 vậy đó. Rồi bà mới đánh tới như thế, mày bỏ chưa. Tôi không hiểu chuyện gì, tôi mới hỏi chủ nhà, ủa tại sao thằng bé nó bị đánh như thế mà má nó lại như thế. Từ đầu tới cuối nghe đánh và nói mày bỏ chưa không mà tôi không biết chuyện gì ha. Thì mà người ở gia đình này mới nói là ở với cái thằng bé đó, nó hút thuốc, cho nên mỗi lần bà gặp hút thuốc là bà đánh nó như vậy đó, mà nó không có bỏ. Tôi nói bà đánh nó 20 năm sau nó cũng không bỏ nữa, biết gì đâu bỏ. Bây giờ nó sợ đòn quá, nó không dám hút trước mặt bà, nó có thể hút sau lưng, đúng không? Không phân tích cho con là hút thuốc như thế nào và tại sao từ nhỏ đừng hút thuốc, sao không giải thích nó như vậy, gặp là giả họng nó hoặc đánh nó như vậy thì nó nghĩ rằng mình hút thuốc mình đánh nó như vậy thôi. Nhưng mà nó đâu có hiểu rằng là người lớn không thích hay là cái này nó có tai hại gì cho bản thân nó, nó đâu có hiểu. Tại sao mình không nói nó bằng lương tâm của người mẹ, mình phân tích, mình nói mình này kia kia nọ, thì cái lương tâm nó đã hiểu được rồi thì nó có thể không hút trước mặt mà nó cũng không hút sau lưng. Còn cái này các vị cứ đánh nó tới như vậy, nó sợ đòn nó không hút trước mặt các vị, nhưng mà nó sẽ hút sau lưng. Cho nên đánh con chưa phải là dạy con tốt, nhưng có những khi cũng cần đánh, một vài khi cần thiết chứ không phải không. Nhưng mà không khéo chúng ta trở thành kẻ giáo đa thành quán, đánh nhiều nói nhiều, cho nên các con nó oán hận nhiều vì nó chưa hiểu hết lời của chúng ta. Vì vậy cho nên tôi nói với các vị là trong phương hướng hiểu và giáo dục con, đây là một nghệ thuật chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị thậm chí các vị không hẳn là con, cháu các vị luôn cũng như thế nữa các vị. Đừng để hư một thế hệ như vậy. 10 năm trồng cây mà tới 100 năm trồng người lận các vị. Muốn một thế hệ nên người, muốn thế hệ có tương lai không đơn giản tí nào đâu. Sửa một con người không dễ sửa đâu. Uống nắng và dạy dỗ con người nó cũng giống như cây non hay là cây già vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi nói cho các vị, một cây non các vị uống dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà một cây già uống dễ hay khó? Vô cùng khó. Cho nên ở đây chúng ta phải biết cách như thế nào để uống cây từ thở nó còn non như vậy. Cây già chúng ta uống, ví dụ bây giờ cái cây tre mà nó già lên, chúng ta muốn bẻ cong lại như vậy, bẻ thì dễ đó, nhưng mà buông ra làm sao? Nó sẽ ngay trở lại, đúng không? Cái này là cái quan trọng. Cho nên ở đây phải uống cho tới để giúp cho một tương lai thế hệ cháu con chúng ta nên người. Đó là hạnh phúc nhất của đời chúng ta. Các vị không thể yên lòng khi nhắm mắt nằm xuống ở tuổi già nằm đó mà con cái chúng ta bất hiếu và không nên người, anh em không biết yêu thương hòa thuận, con cháu thằng hai thằng ba gì đó nó không biết gia đình sự nghiệp, chúng ta không thể yên lòng nhắm mắt đâu các vị. Cho dù các vị sắp chết,
Cho nên các vị cảm thấy yên lòng là khi con mình đã được dạy kỹ lưỡng. Sự nghiệp tương lai này giao cho từng đứa con tin cậy hoàn toàn. Anh em nó hiểu biết thương nhau, chung một nhà như thế. Đây là cái điều mà an lòng và hạnh phúc nhất của những người làm cha làm mẹ. Cho nên chúng ta muốn có một đứa con hiếu, không phải là nói mày phải hiếu thảo hay là đứa kia phải hiếu thảo. Cái câu đó suông lắm, nói mà nó không có ý nghĩa. Cho nên hiếu thảo ở đây nói một câu mòn răng mà có người không biết đó là cái từ đó để nói cái gì. Xin thưa các vị vậy. Cho nên tôi nói hoài cái bài học mà hay mà nó trở thành không hay là cái bài mà công cha như núi Thái Sơn á. Hay thật đó mà nó trở thành không hay. Câu đó ai đọc được coi, bốn câu thơ đó các vị đọc tôi nghe coi. Cái gì? Trả bài đi. Đọc coi sao? Công cha sao? Mà hiểu không? Quan trọng chỗ đó. Quan trọng cái chỗ này, 30 tuổi đầu tôi còn chưa hiểu hết được cái bài thơ đó, chứ đừng nói là mấy đứa 7, 8 tuổi, 2, 3 tuổi, 5, 6 tuổi như thế này. Nhưng mà lại đem vào cái bài thơ đó trở thành bài thơ bài học dở lòng. Đâu có thể dở lòng bằng những cái bài thơ mà tuyệt hảo như thế. Bài thơ rất hay, rất sâu sắc, nhưng mà phải cái đầu như thế này. Thậm chí những người có con có cái hiểu được bổn phận đạo đức có tri thức rồi mới cảm nhận được cái bài thơ này là cái gì. Những cái câu từ đó rất chắc lọc, rất sâu sắc. Không dễ gì độ tuổi 7, 8 tuổi, 10 tuổi, thậm chí 15 tuổi hiểu được hết cái bài thơ đó đâu các vị. Bằng những từ như thế không khéo nó trở thành một từ rất là sáo rỗng. Hiếu đi con, học giỏi đi con, ngoan đi con. Cái từ này nghe mòn lỗ tai rồi má. Nghe hoài như thế đó nhưng mà không biết hiếu là phải làm sao, ngoan là phải làm sao, gán học là phải làm sao. Cho nên cái này là cái thiếu sót trong cái việc chúng ta dạy con trở thành khuôn sáo. Những cái câu khuôn sáo, những cái từ ngữ quen thuộc mà dạy như vậy nó trở nên máy móc thì làm sao các con có thể tiếp nhận hiểu và để nên người được. Có những cái người ta không nói hiếu nhưng mà người ta làm vậy nè. Con cầm cái bánh này cho bà nội đi con, bà nội đang bệnh đó. Ban cho con nói là má đi chợ về mua cái bánh này cho bà nội đó. Có dạy nó tiếng hiếu nào không? Có không? Không. Nhưng mà có phải hiếu không? Chúng ta cầm cho con như vậy lời thưa bà nội, hỏi trước bà nội hôm nay có khỏe không, hay là bà ngoại có khỏe không, hay là ba kìa, ba đang nằm đọc sách kìa con, nó bưng cái tách trà hay lấy cái này á, cái đấy cho ba đi, mẹ đi chợ mới về đó, đưa cho ba đi. Nói thưa ba, ba dùng cái này. Có dạy con hiếu không? Không có nói tiếng nào hiếu hết á. Nhưng mà hiếu không? Nó là như vậy á. Còn bây giờ con à, hay quá, công cha như núi Thái Sơn đó con, nghĩa mẹ như nước trong nguồn đó. Nói hoài vậy nó biết gì không? Tôi còn không hiểu cái gì nó. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên cái sâu sắc mà không khéo nó trở thành cái tầm thường trong việc giáo dục con mình. Dạy dỗ con là như vậy. Hai nữa, cái đánh đập con là liều không tốt rồi, nhưng mà chiều con nó lại là cái thất bại nữa chứ. Có những người thế này, cha mẹ con có đứa mụn con à, cho nên cưng không? Cục vàng của ba à, ngọc của má à, này kia kia nọ, đội đầu đi đồ không à. Tất cả tình yêu đó không xấu, không lỗi. Thương con là điều đương nhiên, cha mẹ nào cũng thương. Nhưng mà có những người thương con đã đẩy con mình nên trở nên vô dụng, hèn nhát, yếu đuối và lười biếng. Đây là chúng ta phải để ý. Thậm chí 15, 17 tuổi trên cái đầu không biết tự nặng cái chai kem để đi đánh răng, phải có người phục vụ nặng chai kem, lấy khăn sẵn. 15, 17 tuổi trên đầu không biết xếp một cái mùng, cái mền, cái gì hết, tại ngủ tuôn ra như rắn lột cái vỏ, bỏ cái phẹp đó, có người dẹp, thành ra chả biết gì hết. Ăn rồi cái chén chẳng biết, bây giờ 17 tuổi mà kêu rửa cái chén chắc gì sạch. Rửa cái chén rồi coi lại đi coi, mỡ dầu đóng đầy trong đó hết đó. Tại vì sao vậy? Đâu có bao giờ biết rửa chén là cái gì. Con à, hôm nay mẹ bận quá, cắt phụ mẹ trái mướp của con. Nó gọt rồi trái mướp đem đi đổ rác luôn. Có phải vậy không? Không hiểu biết gì hết. Từng đứa con trai con gái cũng vậy, 15, 17 tuổi
không khéo cưng chiều con trở nên một đứa con hư. Khi con được cưng chiều quá, cái gì cũng đầy đủ, nó trở nên mất cảm xúc. Nó đầy đủ quá nó mất cảm xúc à. Nó mất cảm xúc là nó không có cảm giác với người nghèo, nó không cảm giác với khổ đau, nó không cảm giác với những cái gì cơ cực. Đời nó có bao giờ đụng tới bàn tay đâu mà cơ cực. Đời nó có biết nghèo đói là thế nào đâu mà cảm giác. Đời nó có biết mà cái gì là bệnh tật đâu mà lo. Tất cả những cái này, hở một cái có người lo, hở một cái có người làm, hở một cái có người phục dịch. Chính chỗ đó mà con chúng ta, cái đầu lớn lên 15, 17 tuổi mà trở nên một cái con người vô dụng, không biết gì cả. Rồi bây giờ có cha có mẹ sẵn đó thì dĩ nhiên là hạnh phúc rồi. Nhưng mai này chồng nó cưới về bên gia đình của thiên hạ thì liệu mình có được như những điều như thế hay không? Rồi cuối cùng khi mà chuẩn bị cưới con, nó nói con tôi là cưng trứng vàng trứng mỏng rồi, ăn về bên đó đừng có như vậy, có gì á chị xui thông cảm tôi nghe, con tôi cưng quá cho nên nó biết làm gì. Nói vậy làm chi? Nói vậy làm chi? Tại sao không dạy con từ như còn nhỏ như thế, để nó biết làm cái này làm cái kia, để nó trân trọng sức thành quả lao động, nó trân trọng đồng tiền, nó trân trọng cái thời gian. Còn bây giờ nó không trân trọng gì hết á, đâu có biết cái gì đâu mà trân trọng. Tiền cũng chả trân trọng, thời gian cũng chả trân trọng, thành quả lao động có biết cái gì đâu mà như thế. Thành ra biến con chúng ta trở nên, nó trở nên nhiều cái vấn đề xấu và dở và tệ như thế thì không có nên. Chiều quá lại hư. Có những khi chiều quá đó, cho nên con nó nói cái gì nó làm cái gì chúng ta cũng vậy chứ trời. Nhưng mà trong nhà mình chiều ra đường ai chiều nó, cho nên không khéo lại là chiều quá trở nên con hư. Cho nên mỗi một người thương con một cách. Có người thương con á thì người ta nói câu sao? Thương sao? Thương cho roi cho vọt. Nói như vậy rồi sao? Ghét cho ngọt cho bùi. Thật ra cũng không hẳn lắm. Cái chữ roi vọt đó chúng ta đừng nghĩ là thương là phải đánh đập, không phải như vậy. Roi vọt ở đây mang cái nghĩa là thương con là phải biết giúp cho con nên người, biết trân trọng lao động thành quả, biết tôn trọng đồng tiền, biết hiếu thảo, biết đạo đức, biết sự nghiệp, biết tương lai. Phải tập cho con mình phải vận động, phải động não, phải này phải kia, chứ không phải là tập cho con mình trở nên một người vô tích sự như thế. Thành ra thương con ở đây phải thương bằng cách đó, thì tôi tin rằng các vị thương thì như vậy con nó sẽ dễ dàng nên người hơn, tốt hơn. Mà từ nhỏ cái gì nó cũng biết rồi, xin thưa thật với các vị, lớn lên nó quản lý công việc nào cũng được. Nó nhìn việc đó nó biết là cái gì, nhìn việc này biết là cái gì và việc đó cần làm gì. Còn đôi khi không khéo các vị nuôi con lớn lên, nó nhìn cái gì nó thấy cũng như cái nấy à, nó không cần biết cái gì hết trơn trọi á. Thành ra vô tình á, đẩy con mình trở nên vô dụng và hư thân đi đó. Rồi mai này mình già mình chết đi, ai bảo bọc con mình suốt đời như chính mình. Cho nên có những người rất là hiểu biết, thương con đầy đủ điều kiện cho con, nhưng mà phải tập cho con lao động. Phải lao động từ cái nhỏ nhất trong cái việc, ít nhất là cũng phải tự biết chăm sóc lấy chính mình. Đừng có phải là có người làm cái chân đài người ta, dĩ nhiên người ta sẽ làm thôi, nhưng mà con mình nó sẽ khinh thị đó. Bây giờ bà này 60 tuổi chăm sóc cho đứa con mình có 5 tuổi, nó muốn nói cái gì nó nói à. Thay đồ cho nó phải không phải á, nó chỉ vô mặt ha. Rồi cha mẹ nói là người làm mà, thôi nó muốn chỉ vô mặt thì nó cứ chỉ. Nó muốn nói bậy gì đó nó cứ nói, thì người làm xúc phạm đến người lão thành già cả như vậy. Mà cha mẹ vì thương con và xem đó là người làm, cho nên dửng dưng. Dửng dưng như vậy để con mình trở thành mất dạy và vô đạo đức. Nó chính cái chỗ chúng ta không khéo nó lại là như vậy đó. Thành ra ở đây con mình người làm là người làm, người làm cũng là con người vậy. Người ta đến đây người ta làm để người ta lấy đồng tiền, người ta nuôi người ta, chứ người ta không phải là sinh mình. Cho nên cũng phải trân trọng người làm người ta như thế. Con mình lỡ xúc phạm nói liền, con tuổi cô này đáng bà, đáng chị, đáng cô, đáng chú, con không được quyền nói những cái lời như thế. Mẹ ha, ba mà nghe con một cái nữa là bị đòn nghe con thế này thế kia. Như vậy mới đúng, chứ không phải là mơn trớn cho nó. Người làm giờ nó muốn nói gì nó muốn làm gì nó làm. Tại người làm tôi mà, tôi bỏ tiền ra tôi thuê mà. Tất cả những cái đó vô tình tạo cho chúng con chúng ta mất đức đi, hư thân từ thở đó, khinh thị người lão thành. Như vậy mai này lớn lên cái đầu óc của nó là cái gì? Thì các vị phải hiểu được những cái đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, không nên nuông chiều những cái không đáng như vậy.
một điều quan trọng vô cùng, bản thân các vị là cha là mẹ phải hiểu được nỗi lòng của những đứa con ha. Cái này quan trọng lắm ạ. Đôi khi các vị có con, các vị rất là chủ quan, nó còn nhỏ mà không cần hiểu nó, mà các vị chỉ biết là nó nên làm theo những gì mình sai khiến, và nó chỉ biết tôn trọng mình thôi. Còn mình biết nó là nhỏ, cho nên mình nghĩ là nó không có bầu trời riêng, hay là nó không có hiểu biết, cho nên đôi khi mình xem thường. Mình không hiểu được con mình, mình nuôi con mình lớn lên như vậy mà mình không hiểu được cõi lòng của nó thì làm sao mà dạy nó. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi đọc một bài báo mà tôi cảm thấy cũng vừa tức cười mà cũng vừa cảm thấy là hay hay. Đó là cái bài báo viết về cái trường tiểu học nọ. Cái bé này nó học có lớp 2 thôi các vị. Khi nó được về nghỉ ăn Tết đó các vị biết không, cái thầy cô ở trường á, cái kêu con ở nhà là các học trò, em hãy về viết một điều mà em ước mơ trong dịp Tết này, qua Tết nộp cho thầy cô. Thì xin thưa các vị, trong vô số bài, mỗi đứa nó có ước mơ khác nhau. Đứa thì muốn sau này làm người mẫu, đứa thì muốn sau này làm cô giáo, đứa thì muốn sau này làm giám đốc, đứa thì muốn sau này làm diễn viên điện ảnh. Vô số điều ước muốn. Đứa thì muốn gia đình hạnh phúc, đứa thì muốn có chồng vợ đẹp gì, ngoan giỏi gì đó, thủy chung gì đó. Tất cả những cái đó ước mơ nào quý thầy cô đọc cũng thấy bình thường. Nhưng mà có ước mơ vô cùng bất thường hay là phi thường tôi không biết. Đó là cũng có một cô bé đó. Cô bé viết một ước mơ như thế này: con ước gì ba con bệnh suốt đời nằm một chỗ. Cái này bất thường hay phi thường? Bất thường phải không? Bao nhiêu điều ước cũng thấy bình thường, nhưng mà cái điều ước này vô cùng lạ, đúng không? Thì cô giáo á, khi đọc đến cái bài đó thì điện báo ngay lại gia đình rằng con của chị á, nó viết một cái bài mà nó bày tỏ ước mơ của nó viết như thế. Thì khi cô giáo trao đổi mới hiểu được rằng, các vị biết tại sao nó viết như vậy không? Cha nó là tổng giám đốc công ty, đi làm từ bắt đầu là từ khuya sớm cho đến 11, 12 giờ đêm mới về. Tất cả những giờ nó đều ngủ hết, không bao giờ gặp được mặt cha nó, rất hiếm khi. Cho nên một kỳ đó là có một lần đó, ba nó đãi bạn bè trong cái bữa tiệc á, cái ba nó mới bị sốt xuất huyết bao tử. Vì vậy cho nên ổng bị bệnh, cho nên ổng phải ở nhà. Thì khi ổng ở nhà đó, thì những lúc ổng hơi khỏe đó, thì ổng mới ngồi chơi với con. Ổng tâm sự với con, ổng thắt cái này cái kia, thắt chim thắt cò cho con, rồi nói chuyện với con, rồi ôm con vào lòng này kia. Thậm chí những buổi chiều dẫn con đi tà tà đến các siêu thị, mua cho con chiếc xe mũ cúp bế này kia cái nọ. Nó thấy những tháng ngày ba nó ở nhà nó quá chừng là hạnh phúc. Và nó nghĩ ra một điều là khi ba nó bệnh nằm một chỗ ở nhà như vậy thì nó mới có điều kiện để gần ba nó và hạnh phúc như thế này. Cho nên nó mới biết làm sao ước gì ba con bệnh nằm ở nhà một chỗ là chỗ đó. Các vị thấy điều đó nói lên điều gì? Cái khát vọng của trẻ thơ. Mà đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta là công việc quan trọng, nó là con nít không có quan trọng. Chúng ta vô tình với nó, cứ bỏ nó. Nó có những nhớ nhung, nó có những ước mơ, mà một ước mơ rất trẻ thơ như vậy, mà đôi khi những người làm cha làm mẹ không hiểu được các vị. Nó nói lên một câu như vậy mà nghe đau nhói cả lòng. Chúng ta thấy như thế nào? Cho nên đôi khi chúng ta bỏ con chúng ta như vậy, vì công ăn việc làm, vì tiền bạc sự sản. Sự thật chúng ta làm đúng chứ không có sai. Nhưng mà chúng ta cũng quên đi một cái lời hỏi han, một lời chăm sóc, một lời ân cần, một sự vỗ về. Đó là một nỗi đau đớn và thiếu sót trong lòng trẻ thơ. Có mà như không. Cho dù có tất cả mọi thứ bên cạnh cuộc đời của nó, nhưng mà nó cảm thấy giống như nó bơ vơ lạc lõng giữa cái tình cảm của người cha người mẹ nó. Cho nên ở đây các vị là cha là mẹ, có những khi các vị thấy không, vắng nhà một hai khi mà chúng ta gửi con cho ai đó, khi các vị về các vị nhìn cái mặt con các vị coi, nó mừng với cái gì các vị, mà các vị là gặp nó một cái nó mừng giống như là mình không giải thích được cái đó. Nó mừng quýnh lên như thế, mà cái cách mừng của nó mình thấy ghê gớm lắm. Thì mình mới cảm thấy rằng những cái ngày, những giờ giấc mình đi ra khỏi con mình, nó sợ hãi, nó ước mơ được ở trong lòng tay của mẹ hay là chăm sóc của cha, nó cảm thấy yên tâm lắm. Còn tất cả mọi người ở bên ngoài, nó thấy giống như là người ngoài, cái người mà nó không cảm thấy yên tâm khi được chăm sóc. Cho nên chính cái chỗ đó đôi khi chúng ta bỏ rơi vô tình như thế,
vì công việc, thì chúng ta cũng thấy rất đau lòng khi những đứa con của chúng ta khát vọng được điều đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện là một cái cậu bé này, cậu cũng ở tuổi độ tuổi lớn lớn rồi, thì cha cậu cũng làm ăn như thế đó, cho nên cũng không có thời gian chăm sóc cho cậu. Và sau này khi công việc nhiều, ba cậu ta làm việc càng nhiều tiền thì sao? Càng nhiều tiền thì càng vắng nhà, cho nên cha về thông thường là trễ, trễ giờ ăn của các con, trễ giờ ăn của gia đình. Cho nên một hôm cậu bé mới đón cha, thì hôm đó người cha đi làm về thì đón cha và mừng vô cùng. Thì mới hỏi cha, tại sao sau này cha lúc nào cũng đi làm về trễ vậy? Thì cái người cha mới nói rằng là cha làm thêm giờ con à, để tăng thêm thu nhập, để có tiền cho gia đình. Thì nó hỏi cha nó là, thưa cha, vậy chứ mỗi giờ cha làm được bao nhiêu tiền? Thì ông bố ông mới nói rằng là mỗi một giờ cha làm thêm như vậy là được 20 đồng. Thì nó mới hỏi tiếp, nó nói, cha, vậy cha có thể cho con xin 10 đồng được không? Ông mới đi làm về mà nó liên khúc như vậy, nó giống như điều tra, ông nó yêu cầu ông. Ông cảm thấy bực bội. Và ông nói, con mà cái gì, đòi tiền để làm cái gì, để đi chơi hay là ăn làm cái gì? Con đi vô phòng đi, đi nghỉ đi, đừng có nói như vậy. Thì thằng đứa bé nó cảm thấy là cha nói như vậy rồi, nó thui thủi, nó buồn, nó đi vô phòng. Sau đó ông cha nó cũng nuôi trong lòng cái câu đó như vậy, cho nên một hồi cảm thấy là mình quá vô tình với con. Có 10 đồng mà mình nói với con như vậy, biết đâu nó cần mua một quyển vở, hay là cần mua một cái bánh, hay là một cần mua một cái gì đó, mà chỉ có 10 đồng thôi, tại sao mình đuổi xô và mình nói nặng lời nó vậy? Cho nên người cha mới thầm lặng đi lên phòng của con, thì vô tình thấy đứa con ngồi khóc. Thì khi thấy cha mở cửa đi vô, thì cha mới vỗ về con, cha mới nói như thế này, cha xin lỗi con, do cha mới đi làm về mệt quá, cho nên là lúc đó cha lỡ lời với con, cha nói như vậy. Cha lên đây thăm con với xin lỗi, đồng thời cha mang theo cho con 10 đồng để cha cho con. Thì bây giờ là có gì đó con cứ nói, con muốn mua cái gì. Thằng bé đang khóc như vậy, nó ánh mắt mừng lên và nó lên nó ngồi, nó nói, thưa cha, con rất là vui khi con được 10 đồng, con đã đủ rồi cha. Thì cha nó không biết nó đủ cái gì, cho nên thằng bé mới dở cái gối lên, nó có 10 đồng ở dưới. Và nó lấy 10 đồng vô cùng với cha nó là 20 đồng. Thì cha nó mới nói, à, con có tiền rồi mà con dám gạt cha ha, con lại tập cái chuyện này như vậy là không có tốt. Nó nói, không, con có đủ tiền để mua một giờ làm việc của cha. Ngày mai cha hãy về sớm hơn một giờ để cha cùng với con với mẹ cùng ăn một bữa cơm. Con sẽ trả cha 20 đồng. Các vị thấy điều gì? Khi cậu bé nói tới đó, người cha ngỡ ngàng, giống như là một sự vỡ mộng từ trên trời rơi xuống như vậy. Cảm thấy những điều của trẻ thơ, ước gì có cha bên cạnh, ước gì có cha ngồi ăn chung với mẹ trong một gia đình, trong một bữa ăn. Mà đôi khi mình vì công việc, mình vì tiền, mình vì sự nghiệp gia đình, không có sai. Nhưng mà có những khi chúng ta lại bỏ những cái trẻ thơ như vậy. Như vậy thì mai này nó không có được tình thương trong gia đình, không có được sự quan tâm chăm sóc của cha, thì nó sẽ bước ra bên ngoài để nó tìm các chúng bạn của nó. Cho dù chúng bạn của nó là chúng bạn hư, nhưng mà chúng bạn đó biết tâng bốc nó, biết săn sóc nó, biết thế này, biết cái kia, biết chia sẻ với những niềm đau nỗi khổ của lòng trẻ thơ nó. Thì các vị biết rằng mai này hiệu quả của việc dạy của chúng ta đối với các con sẽ không bằng với một cái người ở bên ngoài. Cho nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng, ủa, tại sao nó nghe người ngoài hơn nghe trong gia đình? Tại vì có những khi gia đình không đáp ứng được hoài vọng của nó, gia đình không đủ cái thời gian chia sẻ với nó. Cho nên ở đây nó phải tìm một lời chia sẻ từ bên ngoài, nó phải tìm một lời chia sẻ từ chúng bạn của nó. Đây là vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ một cái đứa trẻ thơ nó không có biết gì. Chúng ta dạy nó cái gì nó sẽ nên cái đó. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài mà. Cổ nhân dạy chúng ta vậy mà. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Câu nói đơn giản như thế đó. Để nó nói cái gì? Sống trong khuôn nào thì sẽ trở thành cái hình hài và dốc dáng của khuôn đó. Vậy thì cái mẫu mực của gia đình, cái người cha, người mẹ, đạo đức hiếu thảo và cái hạnh phúc của gia đình, cái sự hòa thuận của cha và mẹ cũng là những điều để dạy con nên người nữa. Cha mẹ mà cứ cãi lộn nhau hoài,
cứ chửi bới nhau hoài, cứ thế này thế kia hoài, thì con cũng khó mà nên người lắm các vị. Các vị đã gieo vào lòng của đứa trẻ bằng những cái hành động đó, sao nó nên được? Cho nên hạnh phúc của một gia đình cũng là hạnh phúc và tương lai lâu dài của các con. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên có những đứa trẻ mà nó làm những điều mà chúng ta không hiểu đâu. Cái chuyện này của Việt Nam, cái đứa bé 6 tuổi thôi mà nó uống thuốc ho, nó tự giận nó chết. Mà nó chưa chết, cũng may đó. Là sao vậy? Hồi lúc nó mới được sanh ra thì ông nội, bà nội, cha, mẹ, cậu chú, tất cả mọi người đều thương như trứng mỏng, chăm sóc. Nhưng mà tới nó 4-5 tuổi rồi, có một đứa bé thứ hai chào đời. Tự nhiên mọi người quay hướng 180 độ là bây giờ cái gì cũng hướng đứa bé đó không mà không nhìn nó. Cho nên chính cái chỗ đó nó cảm thấy là dường như bây giờ cái đứa bé đó mới là thiên thần, mới được hạnh phúc, mới là quan trọng. Cho nên trong lòng nó ghét cái đứa bé đó chưa từng có. Vì đứa bé đó có mặt cho nên nó không được tặng quà, nó không được quan tâm, nó không được dỗ về. Thậm chí mà lỡ cái gì đụng tới đứa bé nó khóc, cha mẹ thậm chí còn chỉ nó: con không được như vậy, nó là em, nó còn nhỏ, như thế, không được như vậy, nghe chưa? Thậm chí có những lời trách mắng nó nữa. Thành ra nó cảm thấy rằng nó ức, giống như bây giờ nó bị bỏ rơi. Chính chỗ đó đứa bé có 6 tuổi thôi dám lấy cái chai thuốc ho đó, các vị biết không? Nó nóc hết nguyên chai thuốc đó. Cha mẹ thấy tới giờ sao con không có xuống ăn cơm, cho nên mới lên phòng, thấy con cà è ạch lên trên đó, thấy cái chai thuốc ho kế một bên, đưa đem chữa trị bệnh viện. Khi đến đó rồi, khi chữa trị nó xong rồi, nó tỉnh dậy, nó khóc thôi, nó không nói gì cả. Cha mẹ hỏi tại sao như vậy, nó mới khóc, nó nói rằng con thấy giống như con bị bỏ rơi. Từ khi có em ra đời là cha mẹ cứ lo cho em, mà dường như con không được thương yêu nữa. Cho nên con nghĩ con chết đi. Nó trẻ mà nó nói những cái câu mà tôi nói thật sự không ngờ, không ngờ. Cho nên những cái điều này, cho nên các vị cảm thấy rằng nuôi dạy con trong thời hiện đại, con cái bây giờ nó dường như nó hơi khác xưa. Nó có thể cái đầu óc nó lớn trước tuổi đó, do cái truyền hình tivi, do điện thoại, do các thông tin. Cho nên cái đó cũng là làm cho con chúng ta trưởng thành sớm. Ví dụ bây giờ mấy đứa nhỏ 3-4 tuổi nó có thể chơi game được. Tôi nói thật với các vị, 30 tuổi đầu tôi mới hai cái bàn tay tôi mới đặt lên cái bàn phím của vi tính như thế nào. Khoảng 30 tuổi đầu lần đầu tiên tôi mới cầm cái điện thoại di động trên tay. Tức là khi nào thật sự cần thiết. Cái điện thoại di động vừa tốn tiền mà vừa phức tạp, mà không khéo nó lại là những cái nguy cơ cho sự hư thân mất nết của một con người. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu, phải quản lý con mình, coi con mình chơi cái chương trình gì, TV nó coi cái gì, điện thoại nó làm cái gì. Tất cả cha mẹ đừng bỏ hết, sắm hết cho các con như vậy, rồi để nó muốn làm gì làm, chết. Chính cái khoa học kỹ thuật này cũng là cái giết chết tương lai của các trẻ thơ của chính mình. Thành ra ở đây các vị nên hiểu được điều đó, mà chúng ta nên sắp xếp cái cách thức để dạy con tốt hơn. Và đừng quá khắt khe rằng là hôm nay buộc nó phải giống mình 30 năm trước. Nên nhớ vậy nha. Đừng có nghĩ rằng tao hồi đó 30 tuổi đầu tao mới như thế này thế mày, tụi này mới thế này thế nọ. Không được, 30 tuổi của ba má khác với 30 năm sau rồi, không? Cũng không nên như quá khắt khe như vậy. Nhưng cũng không có gì cái vấn đề thời đại mà có thể buông lỏng tất cả các con muốn làm cái gì thì làm. Chúng ta phải để ý như vậy. Cái cách dạy chúng ta phải biết tùy thời tùy lúc mà dạy con, chúng ta làm sao để cái gì nó cũng tốt là được rồi. Không quá khắt khe nhưng mà không quá buông lỏng như vậy. Đồng thời các vị dạy con như thế nào? Hôm nay có những cái điều mà các vị dạy con vậy nè. Con nó làm gì sai đem ra chửi, chửi mà không có dạy, nói mà không có vấn đề để giáo dục như thế nào thế nào. Cho nên có những khi người cha người mẹ, nhất là dạy những đứa con cỡ 10-12 tuổi, khó vô cùng. Cỡ độ tuổi đó nó biết cứng đầu rồi đó các vị. Cho nên có những khi mình nói nó không trả lời mà nó không làm, nó lì. Ở đây không phải do nó lì mà chúng ta chửi nó, ghét nó lì. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên cách này năm rồi, có một ông già đó, ông đó cỡ khoảng 50-60, ổng cũng rất là mẫu mực nha các vị. Nhưng mà hai vợ chồng ổng đến, ổng tâm sự với tôi. Người vợ nói nhiều hơn người chồng. Người vợ kể hết cái câu việc đó: ba nó đánh con nó vậy, la nó vậy, bây giờ có một đứa con trai nó chống ổng chính chống chính như vậy, không bao giờ nghe, và nó xem thậm chí ổng như kẻ thù.
ổng thì lại muốn nó nên người, cho nên hở là la, hở là đánh. Còn nó trái lại, nó thấy ổng làm như vậy, nó nghĩ ổng ghét nó, cho nên nó thù ổng. Cho nên chuyện gì nó nói với má nhưng không nói với ba. Hoặc bây giờ ổng kêu nó làm cái này, nó làm ngược lại. Kêu nó ham học thì nó lại ham chơi, kêu nó ham làm nó lại làm biến. Tất cả những cái gì nó làm ngược để nó chống lại ổng như vậy. Ổng càng đánh, nó không đánh lại nhưng mà nó không ngoan, nó không đồng tình. Thì các vị nói với tôi rằng, tôi nói với các vị, có những khi chúng ta cần phải tôn trọng con mình khi nó trưởng thành. Có những lúc chúng ta đóng vai trò là một người cha, người mẹ, nhưng có những lúc chúng ta phải đóng vai trò như một người bạn. Chứ vậy, cha mẹ quá quyền uy cho nên có những nỗi lòng của nó không dám kể. Nó kể thì bị la, kể thì bị đòn, kể thì bị đánh. Không dám kể mà chứa ở trong lòng. Cuối cùng bất mãn lớn lên từ từ rồi cuối cùng tạo nên khoảng cách với gia đình, rồi trở nên kẻ bất hiếu, chống đối lại với gia đình. Đây là một phần do ta. Nếu chúng ta lúc nào cũng đóng vai cha mẹ thì chúng ta sẽ đóng bít cửa con mình đi, nó không dám tâm sự. Nếu chúng ta là bạn, nó dám tâm sự là, nếu là bạn, chúng ta nói vậy, con có nỗi khổ thế nào? Mẹ thì hỏi con gái, cha thì hỏi con trai. Thậm chí như vậy, con mình bắt đầu lớn rồi, 14, 15, 17 tuổi rồi, có những khi chúng ta thấy nó im lặng, hoặc có những khi chúng ta thấy nó buồn, hoặc những khi chúng ta thấy tại sao nó đi bên ngoài. Chúng ta phải hỏi lại, đừng lấy quyền uy của cha mẹ dồn nó vào cái thế cục, mà hãy lấy tâm sự như một người bạn. Hôm nay mẹ hay ba đóng vai như bạn của con, có gì ba mẹ con cứ tâm sự, ba mẹ sẽ chia sẻ. Con là lớn rồi, con gái lớn rồi, con trai lớn rồi, con gái như thế như thế, con trai khi lớn nó như thế, bắt đầu tâm sự, có những nỗi niềm gì cứ nói với ba mẹ nghe đi. Thế đó. Có sai ba mẹ cũng không có rầy đâu, mà ba mẹ sẽ biết con cái gì không phải để nhắc nhở cho con. Mình nói như vậy nó mới mở cái cửa lòng ra nó nói. Còn cái này nó nói ra sẽ bị chửi nè, nói ra thế nào cũng chửi à. Con này nói ra thế nào bả cũng chửi à. Vậy thôi để trong lòng sướng hơn. Im lặng không nói, không nói trở thành kẻ ngoan cố, lì lợm. Lì ở đây là do người cha người mẹ dùng chúng ta vào ngõ cụt. Cho nên người cha người mẹ có những lúc tôi phân tích cho ông già ông đó nghe, sau khi tôi nói ổng là người đàn ông mà ổng rớt hai hàng nước mắt. Ổng rớt hai hàng nước mắt, ổng ngồi như thế đó. Tại vì thật ra mà nói, ổng sai một điều là ổng quá cổ lỗ hủ. Tức là ổng là theo cái nếp xưa, cho nên con một là phải nghe, hai là phải nghe, áo mặc sao qua khỏi đầu như thế. Cho nên ổng quyết đoán như vậy, cuối cùng cái đứa con trở thành ngổ ngáo và bất hiếu đi. Thành ra khi mà tôi nói như vậy, có lúc chú nên đóng vai trò như một người bạn. Chú hỏi coi con chú cần gì. Con chú là trai, nó đã lớn rồi, nó thế này thế khác. Chú tạo điều kiện mở cửa cõi lòng, giúp con hiểu biết thêm và mở lối cho con bước chân vào đời. Như thế. Cho nên lúc nào làm cha làm mẹ, chúng ta đừng quá chủ quan. Hở ra là đánh, hở ra là chửi. Chúng ta sao không đem kiến thức dạy dỗ và giúp chúng ta. Hoặc là những khi chúng ta hiểu biết vấn đề chưa tới, chưa dạy được, sao chúng ta không tư vấn với những cái tổ tư vấn mà trong vấn đề gia đình. Con tôi như thế. Nhưng mà đừng tư vấn tôi được rồi. Có những lúc các vị phải tư vấn hiểu thêm một vấn đề để chúng ta khắc phục, để giúp con chúng ta tốt hơn. Không khéo chúng ta quá nghiêm khắc thì lại vô tình đẩy xa tình cảm đi. Rồi cuối cùng nó đi quan, ở nhà nó đâu có tình thương đâu. Nói ra ba má nó chửi, nhưng mà ra ngoài nói ra ai cũng nghe, bạn bè nó chia sẻ, thành ra bạn bè trở thành người tốt. Tốt không biết hay không, nhưng mà cuối cùng trở thành kẻ đi quan, đi bụi. Nghe những lời bên ngoài mà không nghe những người cha thân trong gia đình. Dám tâm sự với người ngoài mà không dám tâm sự gia đình. Chết không? Mất hết những cơ hội để chúng ta giúp con chúng ta trưởng thành. Cho nên ở đây chúng ta nên học và hiểu những điều, một chút kinh nghiệm ở trong vấn đề này. Vừa rồi tôi về ở dưới quê cũng vậy. Tôi về đám giỗ, có một đứa bé bên Cần Thơ qua là khoảng 20 tuổi, học lớp 6 bỏ học rồi. Nhưng bây giờ cha mẹ nói nó vô cùng lì. Nói cái gì không nghe, chống đối, và thậm chí nguýt hấy đồ trở lại với ba mẹ như vậy. Tôi nói không phải nó lì, mà các vị làm nó lì, là tại vì các vị không chia sẻ hết được với nó, không phân tích tường tận nó, không thể hiện sự quan tâm chăm sóc nó. Các vị cứ nghĩ như thế,
rồi các vị quá chủ quan vì nó là con tôi, cho nên sao cũng được. Chính cái chủ quan như vậy mà thất bại, thất bại trong cái gì cả. Cho nên ở đây một điều nữa là có những khi cha mẹ cần phải đóng vai trò như một người bạn để giúp con mình chia sẻ và tâm sự. Nhờ nó nói ra cho nên mới biết rằng lòng nó hiểu và nghĩ gì. Giống như nãy giờ tôi nói các vị, cái đứa bé 7-8 tuổi như thế mà cha nó không tìm hiểu, có biết rằng nó buồn, nó cô đơn như thế không? Đâu có biết đâu. Thành ra ở đây chúng ta cảm thấy rằng tìm hiểu mới biết được. Cho nên mình là người lớn, có kinh nghiệm, hiểu biết, thì mình phải có cái cách để làm sao. Quan trọng là con mình nên người, chứ đừng có quá quan trọng là cái quyền uy của làm cha làm mẹ. Đừng có áp dụng cái kiểu đó là sai. Có những người quá quan trọng là gì, tao là cha mày cho nên tao phải nói mày phải nghe, tao là mẹ mày, tao đẻ mày ra được, tao nói mày phải nghe. Chết rồi. Hồi đó 5-3 tuổi thì nó nghe, nhưng mà 15-17 tuổi thì chưa chắc. Cho nên khi mà chúng ta hướng dẫn và giáo dục con thì có những khi chúng ta phải hiểu con mình bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ nó là cái gì rồi, và muốn nói phải nói như thế nào. Cho nên khi nó lớn lên rồi, muốn nói một câu cũng phải chọn lựa. Cũng đừng nên quá xúc phạm, tổn thương đến danh dự của con mình. Không khéo nó là như vậy, nó lớn nó trưởng thành nó khác chứ. Và vô tình mình làm mỗi ngày nó bất mãn chút, nó tổn thương chút, rồi mai này nó lại là vấn đề nó rời bỏ gia đình. Nó sẽ không thích ở bên cạnh các vị đâu, vì nó ở gần nó cảm thấy không thoải mái. Cho nên chúng ta nên nhớ là như vậy. Phần cuối cùng Đức Phật dạy, người làm cha làm mẹ có 5 bổn phận đối với con. Đó là một vấn đề Đức Phật dạy trong kinh Thi Ca La Việt. Thứ nhất là cha mẹ phải dạy cho con tất cả những điều thiện để làm. Thứ hai là cha mẹ phải ngăn con tất cả những điều ác, đừng để con si phạm. Thứ ba là phải thể hiện lòng thương con tận xương tủy, vì thương con mà tất cả, làm tất cả. Thứ tư là phải chọn hôn nhân cho con đúng thời, đúng lúc và hợp lý. Và thứ năm là phải đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con mình. Năm điều này Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa, chứ không phải ngày hôm nay. Từ ngàn xưa Đức Phật đã dạy trong kinh Thi Ca La Việt, bổn phận của một người làm cha làm mẹ phải đối với con như vậy. Cho nên có những khi cha mẹ đối với con là bất hợp lý, hôn nhân quá tùy tiện, cho nên có khi quá sớm mà có khi quá muộn con mình lỡ thời, có khi quá sớm lại không có tương lai. Vừa rồi nè, cái vị này là hình như là chủ một hãng xe lớn ở Châu Đốc hay là Bạc Liêu, Cà Mau vẫn biết, nhưng mà vùng dưới đó đó. Các vị biết rằng do gia đình giàu có cho nên tạo một đứa con gái, nó có chồng từ năm nó có 16 tuổi thôi. Và hai vợ chồng của nó đứa nào cũng non chẹt như thế. Rồi nó bây giờ nó đòi ra riêng. Nó toàn là nó đánh bài, nó chơi như giấy ra riêng. Rồi bây giờ nó phải xin bả cắt một chiếc xe đò, cắt hẳn như thế, chuyến chạy Nam, không phải Nam Bắc mà Việt Nam sang Campuchia. Nó xin hoài như thế, tiền bạc bao nhiêu, hai đứa nó từng tuổi đó. Bây giờ bả, hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái duy nhất, mà để chuyện đó xảy ra như vậy, bả quá đau khổ rồi. Bao nhiêu tiền cũng hết, mấy trăm triệu bao nhiêu cũng hết. Rồi bây giờ đòi ra riêng. Ra riêng để làm gì? Ra riêng để được tự do. Đó, ra riêng để được tự do, đừng có sự can thiệp và quản lý của ba mẹ, để hai cái đứa nhóc, vợ chồng nhóc này nè, nó được tự do. Các vị thấy như, ở đây tôi muốn nói cái gì? Làm cha làm mẹ mà định hôn cho con mình như vậy là không đúng lúc. Tại sao sự nghiệp của gia đình có một đứa con gái không đào tạo cho nó học để trưởng thành? Ít nhất 20-25 tuổi lập gia đình cũng đâu có muộn. Nhưng mà từng tuổi vững vàng, có kiến thức cơ bản và người không ăn chơi, thì sự nghiệp này ổng bả có để lợi, cũng hy vọng là tin cậy, nó duy trì. Bây giờ tuổi hôm nay nó lập gia đình từ 16 mà bây giờ nó là 18-19 như thế đó, nó già cái đầu trước tuổi bằng một cái cách như thế. Rồi ổng bả bây giờ thấy tụi nó xa đà như thế, hai đứa ăn chơi cùng một lúc như vậy, đứa con gái mình nói như vậy, thì làm sao cái thằng con trai nó khác hơn được. Chồng nó cũng như thế, rồi bây giờ đau khổ rồi lên gặp tôi nữa. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên có những lúc tôi nói thật với các vị, có những điều mà do chúng ta thương con và định cho con, chiều con không đúng lúc và không đúng thời.
Cho nên mới xảy ra những cái cớ sự như vậy. Hồi lúc nó tuổi vị thành niên không ngăn cấm và quyết đoán nó được bằng những cái cách mà lệch lạc trong cái giới tính như vậy, thì làm sao độ tuổi này mà nó tốt được bao giờ. Cho nên bây giờ nó lại một điều xảy ra là cái thằng này giữa bắt cá hai tay, có tiền rồi để đi ăn chơi bên ngoài, thêm một cái nữa làm cho đứa con gái lại khổ sở như vậy. Bây giờ nó yêu cầu đứa con gái là phải ra riêng. Con nhỏ này không có cãi lại, cái gì nó nói là nghe, cái gì nó nói là nghe. Bởi vì con nhỏ này rất sợ thằng này bỏ. Vì chỗ đó mà hai vợ chồng bây giờ quýnh quán không biết phải làm sao. Con một đứa con duy nhất một. Thành ra đôi khi người ta nói là con gái ngoại tộc nó cũng có lý do. Ở đây không biết các vị nội hay ngoại tộc đây. Xin thưa các vị, đó là điều tôi muốn nói với các vị là Phật dạy phải định hướng hôn nhân cho con đúng thời. Có những khi cha mẹ là như thế này, để con mình lại lỡ thời, vì nghèo khổ, vì cái gì đó quá. Rồi bây giờ nó là chị hai trong gia đình, bây giờ 5-7 đứa con nuôi không nổi, cho nên nó nghỉ học từ quá sớm, lo cho gia đình quá, lo cho cha mẹ quá. Bây giờ để cho đến 30 mấy 40 tuổi rồi, em út vào đại học có nơi ăn chốn ở hết, rồi cuối cùng để con mình lỡ thời như vậy. Cái đó cũng là thiếu sót bổn phận của cha mẹ, không định hôn nhân đúng thời cho con cái. Thì cái này tôi chỉ cho mang tính cách ví dụ để chứng minh cho những lời dạy của Đức Phật về vấn đề bổn phận của cha mẹ đối với các con. Hôm nay trong bài pháp thoại nuôi dạy con trong thời hiện đại, tôi chỉ mang tính cách chấp vá những hiểu biết của tôi qua vấn đề sách vở, sách báo cũng như những lời Phật dạy. Tôi muốn chia sẻ cho các vị một chút để làm sao giúp cho một thế hệ này được nên người, đừng để rơi vào trong tệ nạn xã hội mà những điều đáng tiếc ở độ tuổi vị thành niên, tuổi teen, tuổi gì đó mà nó có những cái vấn đề quá đau lòng như vậy ha. Thành ra đó là một điều cảnh báo cho chúng ta, làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ đều có trách nhiệm với các thế hệ tương lai của con mình, để một gia đình được thống nhất, hòa hợp, an vui, con ngoan trò giỏi. Đó là những thế hệ tốt đẹp như vậy mới đóng góp vào gia đình, mới là những nhân tố tốt cho xã hội và cho đất nước được. Còn bằng không trở nên những nhân tố bệnh hoạn thì mai này làm gì được cho gia đình, thì không có làm gì được cho gia đình, là một cái di trùng của một xã hội băng hoại cho một cái thế hệ tương lai như vậy. Những cái đầu óc bệnh hoạn như thế đó không có gây dựng được sự nghiệp, có cơ đồ gì hết. Chúc các vị có một gia đình hoàn hảo, an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Qua 1 tiếng 30 phút, Đại Đức Giảng Sư đã giúp chúng con mở ra được một gút mắt vô cùng quan trọng trong vấn đề nuôi dạy con thời hiện đại. Quả thật đây là một vấn đề rất nan giải đối với các bậc làm cha mẹ. Khi thời hội nhập kinh tế cũng như du nhập tất cả các văn hóa từ các phương trở về đất nước Việt Nam, chúng con vô cùng khó khăn nan giải trước những vấn đề như thế này. Hôm nay quả thật Thầy đã giúp chúng con thấy được rằng nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta, khác gì bằng mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Hãy xem trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước có khác gì. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ đây toàn thể Pháp hội đạo tràng chúng con không biết chi hơn, chỉ biết nghiêng mình đảnh lễ tri ân Đại Đức Giảng Sư. Chúng con kính nguyện chư Phật gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư được pháp thể khinh an, pháp thân bất hoại cửu trụ ta bà, mãi mãi là một chiếc thuyền thanh lương đưa toàn thể chúng con sang bờ an vui giải thoát. Và giờ đây để đúc kết khóa tu an lạc một ngày lần thứ 7, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư đúc kết, tóm tắt cũng như thu lại những gì mà khóa tu an lạc lần thứ 7 chúng con đã đi được ngày hôm nay. Ngưỡng mong Đại Đức Giảng Sư thùy từ quan hỷ. A Di Đà Phật. Yeah.
Hồ Nguyên Thiên Đường. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Rồi mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Rồi mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.